Ủa chị Lan, đi đâu đây? Đừng gọi tên Lan được không? Tại vì gọi tên Lan nhớ một thời thất tình. À không, pháp danh của tôi là Giác Duyên. Ủa mà sao đặt tên là Giác Duyên vậy chị? Thì thiếu gì đặt đó. Thiếu gì đặt đó hả? Vậy em thiếu tiền thì đặt tên gì chị? Giác Kim đi. Ủa vui quá ha. Nhưng mà em thích cái tên gì nó hot hot, nghe nó nóng nóng. Tên hot hả? Dạ. Hot nóng hả? Dạ. Giác hơi. Tên kỳ trời. Thôi nói giỡn thôi chứ đâu phải là vô chùa muốn đặt tên gì đặt đâu cưng. Ủa vậy hả chị? Chị nói em mới biết á. Chị, bữa nay em lên chùa em cầu duyên nè. Trời, cầu duyên hả? Dạ. Sao vậy? Bởi vì bồ đá. Trời ơi, giống chị ngày xưa ghê. Ủa vậy hả? Không, cái đó là quá khứ rồi. Trời, ngày xưa chị như em đó. Bồ chị bỏ chị, xong chị nghĩ là vô chùa để cầu nguyện cho bồ quay lại. Dạ đúng rồi. Không phải vậy đâu. Ủa? Người ta đã hết duyên với mình, dạ, là người ta đi à. Đến thời điểm người ta đi là người ta đi. Chứ không phải muốn gì vô chùa cầu là có đâu em. Vô chùa là mình cầu cái gì? Cầu sự thư thái, bình an cho tâm hồn, dạ. Rồi cầu nguyện sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho cha mẹ, anh em và cho cả chúng sanh nữa. Trời ơi, chị nói vậy là em làm đúng bài rồi. Hồi nãy ở ngoài chùa em mới vừa phóng sanh luôn á chị. Vậy là em đã làm đúng rồi. Đúng không chị? Chết rồi, chết rồi. Ủa sao vậy chị? Tạo nghiệp, tạo nghiệp. Ủa phóng sanh mà. Em giải thoát cho nhiều sinh linh lắm. Em thả chim gì? Chim trên đầu có màu vàng hay chim trên đầu có màu đỏ? Cái màu đỏ. Màu đỏ là chim của ông Bảy. Ủa? Màu vàng là chim của bà Sáu. Gì ông Bảy bà Sáu là sao? Đó, tức là chim của ai người đó tự đánh dấu son trên đầu á. Xong rồi khi mà khách mua xong thả xong người ta giăng lưới rồi bắt lại xong mà người ta thấy chim đỏ của ai tự đem về chuồng nhốt, chim vàng của ai tự đem về lồng nhốt. Bắt bán phóng thả giăng. Có khi ngày lễ con chim nó chạy tu chạy xô một vòng, có khi 10 xô nhiều hơn nghệ sĩ chạy xô nữa em. Trời ơi, nghe chị nói giống như là em đang không phải là cứu con chim mà giống như là em đang hại nó vậy. Em tạo điều kiện cho người khác kinh doanh trên sự đau đớn của con chim. Tu á, trước tiên là tâm mình phải thiện, mình làm điều thiện, mình đừng á làm điều ác với tất cả mọi người. Ở trong nhà thì có hiếu có thuận với cha mẹ ông bà, hòa thuận với anh em. Dạ chị nói em mới thấy em sai quá à. Em có lỗi với ba má em ở nhà quá à. Mà em tu vậy là cũng không có phải, đi chùa mà không có hiểu gì hết. Thôi ông ấy, chị lên xin thầy cho em làm công quả chung với chị nha. Muốn làm công quả phải không? Dạ. Trước tiên thử thách nè. Dạ. Quét dùng cái sân này đi. Hả? Nguyên cái sân này hả chị? Đó, việc thiện đầu tiên thử làm đi nè. Dạ. Được không? Dạ được.